Xin chào tất cả các bạn, mình đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Kang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm đến từ hàng két, đó là máy đo độ ẩm BM300 và được sản xuất tại Nhật Bản. Và máy này được thiết kế dùng để cung cấp các số đo ngay lập tức và chính xác của nhiều loại ngũ cốc. Thiết bị này không yêu cầu điều chỉnh nhiệt độ và máy BM300 này được tích hợp bộ vi xử lý hoàn toàn bằng điện tử. Đây là máy kiểm tra độ ẩm đa hạt cầm tay đơn giản nhất trên thế giới. Và các mẫu có thể dao động từ 200 đến 180 gram và chọn hiệu chuẩn sản xuất sản phẩm mong muốn và độ mẫu và vật chứa và kết quả được hiển thị trong vòng 5 giây ha. Với máy BM300 là một trong những thiết bị đo độ ẩm nông sản tốt và không thể thiếu cho ngành thực phẩm, hạt giống và ngũ cốc ha. Và dòng máy BM300 có nhiều tính năng đặc biệt. Đây là một trong những máy đo độ ẩm nông sản tốt nhất và đáng tin cậy, là thiết bị cầm tay nhưng có nhiều tính năng nổi bật và đo lường độ ẩm một cách nhanh chóng và độ chính xác cao. Máy được thiết kế đơn giản để hoạt động với những thao tác đo cực kỳ đơn giản. Máy gọn nhẹ, có thể di chuyển dễ dàng và thuận tiện trong quá trình đo độ ẩm vật liệu ở nhiều địa điểm khác nhau. Với màn hình LCD lớn, hiển thị các thông số với đèn LED, tính năng tự động tắt máy để tiết kiệm nguồn pin và tính năng giữ lại kết quả đo sau khi đổ vật liệu ra ngoài và có thể đo được 91 vật liệu nông sản. Hoạt động với